đây là đường biển, còn bên đây là núi đèo Cổ Mã. Đó, cả nhà thấy được Cổ Mã ha. Đèo Cổ Mã rất là cao. Thì hôm nay em đi vô nhà anh Tí Kiệt rồi mình sẽ quay một cuộc hành trình, coi như hai chú cháu mình cùng đi. Đây là đèo Cổ Mã, đây là biển. Cuộc hành trình cho cả nhà xem ha. Đèo này là cái đường này là đường đi lên đèo, còn nữa thì mình còn cái đường chia tay chạy là mình sẽ đi qua hầm ha.
Rồi thì bây giờ mình sẽ đi đến đèo Cổ Mã ha. Thì trên đường mình đi về ở nhà anh Huỳnh Lâm Gia Kiệt, mình đi về là mình sẽ đi qua con đèo Cổ Mã giáp ranh với con đèo Cả ha. Bây giờ mình sẽ chạy một hơi ra tới tới đèo Cổ Mã, chuẩn bị mình lên lên đèo Cả để mình đi về lại Phú Yên. Thì trong chương trình mình đi tới nhà anh Tý Kiệt Vlog để mình quay video sinh tồn. Em và chú ảnh đi trên đường trải nghiệm, sẽ quay cho cả nhà xem con đèo Cổ Mã và đèo Cả và tất cả hai bên đường mình ngắm cảnh với cả nhà. Thì bây giờ mời cả nhà cùng theo chân em đi theo cuộc hành trình đi về ạ. Rồi bây giờ mình tiến hành mình tăng tốc lên dốc đèo thôi. Đèo này thì nó dốc nó cũng cũng ít ít dốc hơn đèo Cả. Nó là đèo Cả mới dốc nó mới nhiều. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành giật dốc thôi. Bắt đầu trải nghiệm. Mời cả nhà cùng xem video của em nhé. Nói chúc cả nhà mình một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Em và chú karaoke ảnh miền Trung xin cảm ơn cả nhà mình đã đồng hành với em thời gian qua ạ. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi thì bây giờ bắt đầu mình sẽ lên giật dốc đèo Cả. Bây giờ mình sẽ đi đến con đường đèo Cả, bắt đầu lên đèo rồi. Thì bây giờ mình với chú ảnh sẽ giật dốc đi lên đó. Bây giờ chuẩn bị em cái tới cái đường này là chuẩn bị lên đèo đó. Nó có biển, một bên biển và một bên núi ha. Một bên núi thì em không quay tại vì nó bên phía tay trái, đi ra là phía bên tay tay trái, mà đi đi vô thì nó nằm bên tay phải ha. Đây mình quay về hướng biển. Con đèo Cả dốc rất là cao nguy hiểm. Thì các anh chị mà tài xế thì đi hãy cẩn thận với đèo này ha. Bây giờ nó rất là dở là đi rồi chứ hồi xưa kia là nó rất là khó đi ha. Đó thì mình đi xe Honda, đi xe máy thì mình đi đường đèo chứ mình không có qua hầm được. Người ta không cho mình đi vô hầm, vô hầm là chỉ có xe tải và xe xe khách đi thôi ha. Đó hai chú cháu giờ bắt đầu tiến thẳng vượt lên đèo thôi. Giờ lên dốc khỏi chiếc đèo này.
Nưa Đài Lánh nhé cả nhà. Khu này là khu Hòn Nưa. Vì sao là gọi Hòn Nưa mình không biết, nhưng mà nó có tên là Hòn Nưa. Đây là trung tâm hòn đảo. Trung tâm hòn đảo Yến. Khi đi lên em và chú ảnh đi cũng rất là gian nan, đi mình phải viện ra đi cho nó mạnh nó mới lên, còn không là sợ nó trục dốc nữa cả nha. Bây giờ đi về là xuống dốc là khỏe rồi, xe nó đang chạy mình không có cần viện ra mà mình hạ ra hết ra mà cái xe vẫn nổ, nó đang chạy xuống cả nha, rất là hay ha. Con dốc rất là dần đứng cho nên xe nó mới chạy tự chạy luôn, không cần yoga. Này mà yoga là nó giọt mạnh luôn á cả nhà. Đây đang đi từ từ xuống thì hai chú cháu tiến hành đi Khánh Hòa về, Ninh Hòa về là tới nhà là 9:30 nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy dốc rất là dần đứng ha. Rồi, bây giờ mời cả nhà cùng đi xem tiếp con đường ha. Thì hôm nay trời nó không có nắng thì mình đi rất là giỡn cả nhà. Trời hôm nay là mùa gió nam cho nên nó hơi gió. Hai chú cháu đi mà có khi cái xe nó ném ngã luôn á cả nhà, tại vì gió nó hấp á, gió nó đẩy đi tới vạn cấm là gió nó đẩy mình hơi khó đi, cái xe nó lắc y như là mình đi lặn đánh giẫm rồi cả nhà. Khi đi về là gió ghê lắm, đi vô thì không có gió nhưng mà đi về là có gió. Chuyến hành trình đi đến nhà anh Tiết Việt Vlog thì rất là hay. Cảm ơn team anh Tiết Việt và cảm ơn tất cả anh chị mình đã đồng hành với em. Cảm ơn chú ảnh, chú character ảnh Mường Trung đã đồng hành 100 cây số để cùng đồng hành với Ngọc Đan chính thị Vlog. Cảm ơn chú rất là nhiều. Chú là bác tài chở em đi đến nhà anh Tiết Việt, chứ không có chú thì chắc em cũng không đi được luôn, tại em đi đứng hơi khó khăn. Thì đến nhà anh Tiết Việt chơi
chơi rất là vui. Còn tìm tìm nhí của anh Tiết Kiệt được sinh tồn rất là tuyệt vời, thì cảm ơn anh Tiết Kiệt rất nhiều. Và cảm ơn chú karaoke ảnh miền Trung đã đưa em đi đến nhà anh Tiết Kiệt. Chúc cả nhà mình xem video vui vẻ. Và sau đây cũng còn phần tiếp theo, thì trên đường đi em sẽ quay hết từ trong nhà anh Tiết Kiệt, từ trên đường nhà anh Tiết Kiệt và về tới qua hết địa phận đèo cả nha cả nhà. Còn tàu thuyền bè thì nữa em sẽ quay cho cả nhà xem phong cảnh qua em ha. Thì một chuyến trải nghiệm đi rất là tuyệt vời và em thấy rất là vui. Em thì nói chung em chính trị em cũng ít có đi đâu, thành thì đi rất là vui, thì với chú ảnh và mấy chú cháu rất tuyệt vời luôn, đi nói chuyện cùng đường luôn. Rồi mời cả nhà cùng đi xem phong cảnh tiếp theo ạ. Thì hôm nay em quay những phong cảnh với em để cho các anh chị xa xứ và về Phú Yên mình đi xa xứ để cho các anh chị mình xem ha. Thì trong khi đi em cũng có đang quay cho cả nhà cùng xem và ngắm phong cảnh.
Dạ. Cả nhà nhìn thấy cái đèo nó hiểm trở lắm ha cả nhà. Nằm đây quay luôn à chú? Đúng thì đúng nói giờ đúng giờ là đúng nói quay thì khỏi mắt. Đây bây giờ mình có rào trắng rồi mà không đừng có bước nữa đâu có bước rồi quay đi mình đang quay có ra có lại gì không giờ không phút không giây không lên ao trà hoài. Đây là biển nha cả nhà. Biển Đại Lãnh. 0 giờ 0 phút 13 giây. Có ghe thuyền chạy luôn ha. 0 giờ 0 phút 15 giây. 0 giờ 0 phút 0 giờ 0 phút 23 giây. 0 giờ 0 phút 24 giây. 0 giờ 0 phút dừng. Đó, quay cận cảnh cho cả nhà xem. Biển rất là to và rộng ha. Đây là núi. Rất là đẹp. Thánh bên bìa bờ bên kia là đi tới đâu chú? Ủa đây là cũng đẹp cá chứ? Đẹp cơ bà, đục đẹp cổ mã à? Nó dài ghê ha. Dài lắm. Chờ chờ con chút. Của con zoom ra thấy to một chút. Dạ. Đó, ghê thuyền chạy tèn tèn á. Ghê thuyền chạy tèn tèn tèn. Chú karaoke ảnh đây cả nhà. Hai chú cháu đang nghỉ ở ở đèo Phố Mã. Cả nhà thấy đèo to ghê chưa? Hiện tại thì thuyền nó chạy tèn tèn tèn. Hiện tại giờ đang đứng nghỉ ngơi cho xe nó mát rồi tiếp tục hành trình. Quê đồ kêu ca sĩ nhiều quá. Nhìn ca sĩ quê là mấy chồng ca sĩ rồi. Dừng ghi. Dừng ghi nút. Đây là biển dọc theo tuyến đường đèo cá nhé cả nhà. Qua đấy, đang hướng đấy. Hả? Có hình gì đây nè? Dạ ngó đây rồi. Đây nè. Nhấn cái điện thoại lên, nhấn cái điện thoại lên, nhấn lên nữa. Dạ. Rồi. Yeah.
dừng ghi, nuốt. Nhấn nút để kích hoạt. Làm gì ta? Chú quay à? Chờ mấy con ấy ra hết đi. Nó chờ tiền bạch cá hay gì vậy? Đây biển ở trên sông rồi. Biển chứ? Biển, biển Đại Lãnh mà. Biển Đại Lãnh chứ sao rồi? Đã chọn len quay bìa len ao trà quay xích tòa quay anh dùm lại tét tét lên điện thoại hả đi đi không nhấn nút để kích hoạt nhấn nút và giữ để nhấn lâu à do con ở chế độ của con này ha không dùm được không dùm chứ mà đưa công tắc không dùm không dùm không dùm mà mình quay đây được và sẽ quay thiệt đẹp không sao dùm mấy con nó to thủ lù rồi mấy con chờ thì nhớ mình đứng lên chờ cho nó đầy lên chú dùm trong máy thì có nút đỏ không chú nút đỏ gì nút đỏ trong máy đừng máy quay này có cho nó đủ 3 phút rồi. Từ trong kính qua ra đây mà đi qua ra đây mà hết pin ta nhanh dữ ta rồi đây đây chú tắt tắt cái kích vô tắt cái sao kích cho tắt cho nó có video nó luôn chứ không không kích nó không có video dừng phía con làm vậy được chưa chú không phút không giây phía con làm vậy được chưa tạm dừng nuốt. Ê, con nước đó rõ chưa? Chú thiền này để chú dơm đi thử. Con thấy cái anh trắng không? Để nó mới nhiều, hồi nãy mình quay không có được. Bây giờ mình quay chụp giống phơi đầy cam lắm. Dạ yeah. Đây mình đỡ cuộc hành trình cũng được cho chú. Được phong cảnh chứ. Dạ. Con thì con đỡ cuộc hành trình. Phong cảnh nó hợp. Ở dưới đây con nhé, sao đó. Nhà sắt bị biển luôn hả chú? Đó, đây là cũng biển Đại Lãnh nha cả nhà. À. 0 giờ 1 phút 2 giây. Đây mình đi trên đường đây tạm dừng trong khi mình chờ pin đầy thì mình phải quay bằng điện thoại. Đây nó cũng còn thuộc về đẹp của mã cho chúng không không được cả đẹp cả không hết của mã giờ có mã hết rồi bây giờ có điều cả không giờ 1 phút 44 giây không giờ 1 phút 45 giây dừng ghi nút nhấn nút để kích hoạt nhấn đây nha chú lại ở đây chưa dạ đã len quay 1.0.0.3 tần not selected. Đắp. Không. Đã chọn. Land out. 2.0.0.3 tần. Not selected. Double tap to activate. 0 giờ 2 phút 15 giây. 0 giờ 2 phút 15 giây.
0 giờ 2 phút 16 giây. 0 giờ 2 phút 17 giây. Dừng ghi, nút. Nhấn nút để kích hoạt. Tàu nó chạy quay. Đang ư, tàu nó chạy đấy.